Kính thưa các đồng chí và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 2019, báo Quân đội Nhân dân hàng ngày đã đăng bài viết Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, tòa soạn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều độc giả. Các ý kiến phản hồi về tòa soạn cho rằng phải đấu tranh kiên quyết với hiện tượng công thần, kiêu ngạo cộng sản bằng những phương thuốc đặc trị, đồng thời cũng khẳng định những lời nói, việc làm sai trái của cá nhân mắc bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản ấy không thể làm thay đổi niềm tin cậy, yêu mến của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta với Đảng, Nhà nước, quân đội. Báo Quân đội Nhân dân xin trích một số ý kiến của bạn đọc. Khi đọc bài viết Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã hoan nghênh báo Quân đội Nhân dân vì đã kịp thời phản ánh vấn đề này với độc giả. Trung tướng khẳng định: Bài viết đã nêu trúng hiện tượng mà gần đây một số cán bộ đã mắc phải, như việc có người đã phát ngôn trong một hội thảo gần đây, tùy tiện bịa đặt thông tin phê phán một số đồng chí cán bộ cao cấp của quân đội ta chưa qua chiến tranh, trình độ quân sự hạn chế. Thậm chí họ còn hồ đồ nêu phán xét những mặt công tác của quân đội ta như công tác đối ngoại quốc phòng. Tôi lên án những luận điệu xuyên tạc nói xấu cán bộ cao cấp trong quân đội và biểu hiện công thần, kiêu ngạo cộng sản đó. Những việc làm này mới đầu chúng ta tưởng họ chỉ tập trung nói về một vài cá nhân nào đó, nhưng hậu quả khôn lường chính là xuyên tạc, hạ thấp chủ trương, đường lối, thành tích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân ta, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, suy giảm niềm tin của nhân dân. Thế nên, để đấu tranh ngăn ngừa với loại thông tin này, chúng ta cần phải tỉnh táo, phân biệt rõ đúng sai, để từ đó tỏ rõ thái độ kiên quyết đấu tranh. Những trường hợp nào vi phạm phải xử lý nghiêm minh. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, tin tưởng vào phẩm chất, năng lực của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đứng chân trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên rộng lớn, những năm gần đây, dù tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó mật thiết với nhân dân và cũng luôn được lắng nghe sự tin cậy yêu mến của nhân dân đối với quân đội ta, sự đồng tình ủng hộ các chủ trương biện pháp của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và lãnh đạo quân khu đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi nghĩ rằng những ý kiến xuyên tạc lệch lạc đó chỉ là cá biệt, không làm thay đổi niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với quân đội ta. Thời gian gần đây, báo Quân đội Nhân dân đã đề cập có nhiều thông tin về một vài cán bộ cao cấp, tướng nghỉ hưu, có những phát biểu và bài viết không đúng trên mạng xã hội. Trung tướng Nguyễn Việt Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chính ủy Quân khu 9 cho rằng điều đó không chỉ làm méo mó hình ảnh, nhân cách, vinh quang của chính họ, mà còn tạo ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến niềm tin, tình cảm của nhân dân, đồng đội, làm tổn hại đến danh dự của Đảng, Nhà nước, quân đội. Theo bản thân tôi, các đồng chí khi đã về hưu, đặc biệt là những đồng chí có chức, có quyền trước đây, cần phải làm như thế nào để các em, các cháu học tập và noi gương, vận dụng những kinh nghiệm quý báu của mình để tham mưu, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Thời gian gần đây, chúng ta đều thấy tấm gương của đồng chí đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công Nguyễn Văn Bảy, một con người uy dũng hiên ngang khi chiến đấu, nhưng về với đời thường lại có lối sống giản dị. Đến lúc cuối đời khi nằm xuống thì không chỉ cả hệ thống chính trị nói chung nhân dân ta mà cả đối phương cũng khâm phục. Đó là tấm gương sáng về sự khiêm tốn giản dị để chúng ta noi theo. Tôi mong rằng các đồng chí về hưu hiện nay dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng. Trước đây chúng ta đã cống hiến phục vụ cho đất nước, cho nhân dân rồi, thì về những năm tháng cuối đời, đừng để xảy ra những điều đáng tiếc, mà nên tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý, những kinh nghiệm hay để đóng góp cho đất nước. Hãy thật sự là những tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau, noi theo. Thiếu tướng Hoàng Kiên, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Tuần tra Biên giới, đọc bài báo về bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản trên báo Quân đội Nhân dân, đúng lúc các cựu chiến binh đang xôn xao trước thông tin về một cựu chiến binh có phát biểu gây bức xúc dư luận trong một clip liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, Thiếu tướng Hoàng Kiên chia sẻ. Là người lính đã kinh qua kháng chiến chống Mỹ và có 10 năm xây dựng bảo vệ Trường Sa, nhiều năm xây dựng đường tuần tra biên giới, tôi rất bất bình trước hiện tượng công thần dẫn đến loạn ngôn xảy ra với không ít người gần đây. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước những thông tin bịa đặt xúc phạm các tướng lĩnh cao cấp của quân đội ta. Điều đó thể hiện tư tưởng công thần đề cao cá nhân mình, coi thường các thế hệ cán bộ kế tiếp của quân đội. Đó đúng là căn bệnh rất xấu mà Bác Hồ đã phê phán chỉ rõ từ rất sớm. Nhưng xấu xa hơn, đó lại là thông tin hoàn toàn sai, vì thực tế các đồng chí cán bộ mà họ nhắc đến đều đã trải qua chiến đấu, có người tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, có người nhập ngũ năm 1975 sau tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Tôi nghĩ rằng mỗi người ở bất cứ cương vị nào, kể cả khi về hưu, cần luôn luôn học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để rèn luyện và giữ gìn cho bản thân.
Có trường hợp dẫn đến sai phạm như tôi nói ở trên còn do người nghỉ hưu không tham gia đoàn thể, không tham gia sinh hoạt hội cựu chiến binh, không gắn bó với địa phương, đó là điều đáng chê trách. Còn với người có sai phạm, bịa đặt để xúc phạm người khác, đâu có nâng được mình lên. Nếu anh biết quay đầu là bờ, sửa sai, thậm chí dám nhận sai lầm, xin lỗi, thì đó mới là cách tốt nhất để giữ gìn danh dự. Đó là điều... Nghe.